Thấy cô gái ăn trứng cút cả vỏ, nhiều người vào khuyên không nên và sự thật đằng sau gây bất ngờ. Siêu giòn, siêu ngon, siêu béo, siêu ngậy. Mới đây, một cô gái đăng tải đoạn clip ăn khuya với cháo và trứng cút. Tuy nhiên, thay vì lột vỏ thì cô gái đã vô cùng tận hưởng món trứng cút cả lòng đỏ, lẫn lòng trắng và luôn cả vỏ, không bỏ một phần nào của quả trứng. Không những thế, cô gái còn chia sẻ lại cảm giác ăn trứng cả vỏ, vừa giòn, vừa béo, vừa ngậy, khiến nhiều người sau khi xem qua đều không khỏi kinh ngạc khi lần đầu tiên nhìn thấy một người ăn trứng cả vỏ. Thậm chí cô gái còn ăn liên tục vài quả, rồi nhai rơm rớp trong miệng, càng làm cho nhiều người thêm tò mò vì không nghĩ rằng có thể ăn theo phong cách độc lạ như vậy. 10 giờ đêm em vẫn ăn cháo. Một số người sau đó khuyên nhủ cô gái không nên ăn như vậy vì không những không đem lại dưỡng chất mà còn không tốt cho hệ tiêu hóa. Tuy nhiên, không ít người đã từng ăn trứng cút cả vỏ như cô gái khẳng định, ăn như vậy thật sự rất ngon, rất lạ miệng và không có ảnh hưởng gì đến sức khỏe. Một số ý kiến được mọi người để lại, có vẻ như lần đầu mọi người thấy ăn trứng cút không bóc vỏ, chứ em ăn trứng cút lộn cũng không bóc vỏ, toàn là ăn như vậy thôi, nó ngon thật đấy, nhiều người cũng hay ăn như vậy lắm. Tôi thấy bình thường mà, nhai một xíu là nó nhuyễn hết à, còn vô bụng thì sao tôi chưa biết, chứ tôi thử cách đây mấy năm rồi, ngon lắm. Ăn trứng cả vỏ, lần đầu tiên trong đời tôi nhìn thấy. Sao lại có thể ngược đãi dạ dày của mình như vậy chứ? Không tốt cho hệ tiêu hóa đâu. Mình khuyên thật lòng ấy, chưa biết tốt đến đâu, nhưng mà ăn nhiều vỏ thế, chẳng biết cơ thể có lọc và đào thải ra ngoài được không. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.